Sáng ngày 5 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay từ Hà Nội đến Đức để tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Dự kiến, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trải qua 12 tiếng bay và có mặt tại Đức vào khuya ngày 5 tháng 6 giờ Việt Nam. Hành trình tại châu Âu lần này của đội tuyển nữ Việt Nam kéo dài 3 tuần từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 6 tại Frankfurt, Đức và Warsawa, Ba Lan. Trong thời gian tại Đức, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có 3 trận đấu giao hữu với các quân xanh, chất lượng gồm Eintracht Frankfurt ngày 10 tháng 6, Dortmund ngày 15 tháng 6 và đội tuyển nữ Đức. Xen kẽ giữa các trận đấu tại Đức, ngày 17 tháng 6 đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Warsawa, Ba Lan để tập luyện và thi đấu giao hữu cùng đội tuyển U23 nữ Ba Lan vào ngày 19 tháng 6 trước khi quay trở về Đức vào ngày 20 tháng 6. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách 28 cầu thủ sang châu Âu tập huấn. Các cầu thủ tạm chia tay đội tuyển ở đợt này gồm Trần Thị Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Ngô Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thủy Trang và Đinh Thị Thủy Dung. Do có một vài công việc cần xử lý với đội bóng chủ quản Lang FC, đội trưởng Huỳnh Như sẽ di chuyển tới Bồ Đào Nha trước khi hội quân cùng toàn đội tại Đức.